danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, trong buổi học ngày hôm nay, cô San sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đọc hiểu số 2 của bài học Âm vang của lịch sử. Đó chính là một đoạn trích trong tác phẩm Lá cờ thêu 6 chữ vàng của nhà văn Nguyễn Huy Tường. Đoạn trích có tên là Viên tướng trẻ và con ngựa trắng. Với bài học này, chúng ta cũng sẽ cùng cô lần lượt theo các bước, đó là khởi động, trải nghiệm cùng văn bản, suy ngẫm và phản hồi, tổng kết và cuối cùng đó chính là phần làm một số những bài tập luyện tập vận dụng. Nào, bây giờ các em sẽ cùng cô đến với phần thứ nhất, đó chính là phần khởi động. Với phần khởi động này, em sẽ thực hiện cho cô phiếu học tập số 1. Và nội dung của phiếu học tập cũng chính là câu hỏi, là yêu cầu trong phần chuẩn bị đọc trong sách giáo khoa của các em. Cụ thể đó là trong tác phẩm Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, trong cuốn sách Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca thì có hai dòng thơ lục bát đã ca ngợi một nhân vật lịch sử thời nhà Trần. Câu lục bát như sau: Tuổi trẻ chí cao, cờ đề 6 chữ, quyết vào lập công. Vậy thì em biết nhân vật mà được nhắc đến trong chỗ trống ở trong câu lục bát này là ai? Và nhân vật đó thì có công trạng gì mà được tôn vinh như vậy hay không? Và em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp của mình. Nào, bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ để trả lời thực hiện cho cô phiếu tập số 1 này. Thì các em có thể dễ dàng điền được vào chỗ trống ở trong câu lục bát này như sau. Đó là Hoài Văn tuổi trẻ chí cao, cờ đề 6 chữ, quyết vào lập công. Và nhân vật được nhắc đến ở đây đó chính là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Đó chính là người anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn đã cùng quân tướng nhà Trần lập được nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Và chuyện về người anh hùng Trần Quốc Toản cũng đã từng được lưu trong câu thơ đó là Ai người bóp nát quả cam, hởn vua đã chẳng cho bàn việc quân. Phá cường địch báo hoàng ân, dựng nên cờ nghĩa xả thân diệt thù. Vậy thì câu chuyện về Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản được kể ra sao? Thì chúng ta sẽ cùng cô lần lượt tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Và trước khi đi vào suy ngẫm và phản hồi khám phá văn bản thì các em sẽ cùng cô đến với phần thứ hai, đó là trải nghiệm cùng văn bản. Trước hết các em sẽ cùng cô tiếp cận đọc văn bản. Với văn bản trong sách giáo khoa ngày hôm nay, khi đọc các em sẽ chú ý cho cô đó là chúng ta sẽ đọc với giọng to, rõ ràng, đọc đúng lời của người kể chuyện với lời của nhân vật và chú ý lời đối thoại giữa các nhân vật. Và trong quá trình đọc thì các em sẽ sử dụng các chiến lược đọc được thể hiện ở các thẻ chỉ dẫn phía bên phải của văn bản như là thẻ hình dung, tóm tắt, theo dõi, dự đoán hay là thẻ suy luận. Và đồng thời thì chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của một số những từ ngữ khó được chú thích ở dưới chân trang, nhất là những từ ngữ mà được sử dụng trong các tầng lớp xã hội xa xưa. Và sau đây thì cô San sẽ đọc mẫu cho chúng ta một vài đoạn ở trong sách giáo khoa ngày hôm nay. Chủ yếu là cô sẽ đọc các phần lược dẫn cũng như là một phần nhỏ ở trong văn bản. Các em sẽ chú ý lắng nghe. Lược dẫn: từ bến Bình Than trở về với nỗi buồn và sự thất vọng vì bị xem là một đứa trẻ không được bàn việc nước, không được tham gia đánh đuổi quân Nguyên, Hoài Văn quyết tâm dựng cờ, chiêu mộ binh lính, cùng nhau rèn luyện võ nghệ, đánh giặc để thể hiện lòng yêu nước và báo đền ơn vua. Đạo quân của Hoài Văn gồm hơn 600 chàng trai trẻ, rất thiện chiến, tự tìm giặc mà đánh. Chương 8. Hoài Văn Hầu mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm gia truyền. Mình ngồi trên một con ngựa trắng phau, chàng giữ vẻ uy nghiêm của một vị chỉ huy. Theo sau Hoài Văn là người tướng già, mặt sạm đen vì sương gió, chòm râu dài trắng như cước. Tiếp sau là 600 gã hào kiệt, nón nhọn giáo dài. Đoàn quân hùng hổ ra đi trên con đường cái nhỏ, hai bên là đồng không mông quạnh. Tiếng chiêng, tiếng trống dập dình, đoàn quân đã đi xa. Bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ để 6 chữ vàng mở đường đi trước, lá cờ căng lên vì ngược gió. Chương 9. Lá cờ thêu 6 chữ vàng mỗi lúc một căng lên vì ngược gió. 600 gã hào kiệt đi tìm quan quân, nhưng quan quân ở đâu họ không biết nữa. Hoài Văn nói: bây giờ dù có tìm được quan quân lại đuổi về thôi. Chẳng bằng ta đi tìm giặc, đánh vài trận cho người lớn biết tay anh em ta đã. 600 gã thưa: vương tử nói phải, ta đi tìm giặc mà đánh. Và họ tiến theo hướng bắc, và lá cờ đỏ căng lên vì ngược gió,
những cánh đồng Võ Ninh đã hết. Họ tiến vào vùng đồi đất, chẳng mấy chốc đồi đất cũng lùi xa. Họ lọt vào giữa rừng núi, rừng mỗi lúc một rậm, núi mỗi lúc một cao, suối mỗi lúc một nhiều, dân mỗi lúc một thưa. Họ cảm thấy càng đi lên càng gần mặt trận. Lòng họ vui như Tết, nhưng đi đã mấy ngày đêm liền, họ vẫn chẳng thấy tăm hơi giặc. Mắt chỉ thấy núi rừng âm u, tai chỉ nghe tiếng hoãng kêu, vượn hú. Một buổi chiều sau một ngày lội suối trèo đèo vất vả, 600 gã hào kiệt đổ vào một cánh đồng cỏ rộng. Núi vây bốn phía, lưng chừng núi, lác đác mấy cái xóm thổ dân. Lược thuật đoạn cuối chương 9 và chương 10. Đoàn quân của Hoài Văn Hầu lọt vào ổ mai phục của một toán quân lạ. Hai bên sắp sửa giao chiến, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự tháo vát của người tướng già, Hoài Văn biết rằng toán quân lạ kia gồm những tráng sĩ người Mán yêu nước do Thế Lộc làm thủ lĩnh. Hai bên hợp lực với nhau xây dựng trận địa mai phục ở vùng rừng núi hiểm trở để đánh đuổi quân Nguyên xâm lược. Và cô đọc mẫu phần lược dẫn của chương 12-13 trong sách giáo khoa trang 81. Lược dẫn: Chiêu Thành Vương, chú ruột của Hoài Văn, được lệnh đi đuổi Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Kẻ đã chủ trương cho giặc mượn đường, nay bí mật đem cả gia đình đầu hàng quân Nguyên, lộ rõ mưu đồ bán nước. Trên đường đuổi theo Trần Ích Tắc, Chiêu Thành Vương bị giặc mai phục ở một vùng rừng núi hiểm trở. Tưởng đã cùng đường, phải quyết tử với giặc, đột nhiên có quân của Thế Lộc và Hoài Văn tiếp cứu. Như vậy là cô đã đọc mẫu một phần, một vài đoạn nhỏ ở trong văn bản ngày hôm nay. Ở nhà thì các em sẽ luyện đọc toàn bộ văn bản ngày hôm nay. Và nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ tìm đọc toàn bộ cả tác phẩm Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng của tác giả Nguyễn Huy Tường. Sau khi đọc xong văn bản, chúng ta sẽ cùng cô đến với phần 2, đó là tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tác giả. Tác giả của văn bản ngày hôm nay chúng ta học đó chính là tác giả Nguyễn Huy Tường. Trên bảng của cô đó chính là chân dung của tác giả. Chúng ta cần lưu ý một số những nét cơ bản về tác giả như sau. Tác giả Nguyễn Huy Tường sinh năm 1912 và mất năm 1960, quê ở Hà Nội. Những sáng tác của ông chủ yếu đó là khai thác về đề tài lịch sử và đóng góp nổi bật ở hai thể loại, đó là tiểu thuyết và kịch. Ông để lại rất nhiều các tác phẩm tiêu biểu, chúng ta phải kể đến một số tác phẩm như là Đêm Hội Long Trì, Vũ Như Tô, An Tư, Bắc Sơn, Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng hay là tác phẩm Sống Mãi Với Thủ Đô, vân vân. Trên bảng của cô đó chính là bìa của các cuốn sách, những tác phẩm tiêu biểu của tác giả Nguyễn Huy Tường. Nếu có cơ hội thì chúng ta hãy tìm đọc tác phẩm này của ông. Tiếp theo, các em sẽ cùng cô tìm hiểu những nét khái quát về tác phẩm. Đầu tiên đó chính là về thể loại. Các em xác định được thể loại của văn bản ngày hôm nay đó chính là thể loại truyện lịch sử. Truyện lịch sử đó là những tác phẩm tái hiện lại những sự kiện, những nhân vật ở một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử cụ thể. Thứ hai đó là về xuất xứ. Văn bản trong sách giáo khoa được trích từ các chương 8, chương 9, chương 11, chương 12 và chương 13 của tác phẩm Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng. Đây chính là bìa của các cuốn sách Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng. Lá Cờ Thêu 6 Chữ Vàng là một cuốn truyện lịch sử gồm có 18 chương, kể câu chuyện về Trần Quốc Toản, Hoài Văn Hầu, người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn đã cùng với quân tướng nhà Trần lập được nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Và văn bản trích trong sách giáo khoa của các em ngày hôm nay kể về cái sự việc đó là đoàn quân trai trẻ của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản phối hợp với đội quân của Thế Lộc lập nên những chiến công vang dội ở vùng rừng núi hiểm trở. Đồng thời đó là bất ngờ ứng cứu cánh quân lâm trận của Chiêu Thành Vương. Đó chính là phần tóm tắt văn bản trong sách giáo khoa ngày hôm nay. Tiếp theo các em sẽ cùng cô xác định về bối cảnh của câu chuyện. Câu chuyện được viết dựa trên bối cảnh của cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ hai của nhà Trần vào năm 1285. Phương thức biểu đạt chính của văn bản đó chính là phương thức tự sự. Tiếp theo các em sẽ cùng cô đi xác định bố cục của văn bản. Về bố cục, sau khi mà các em đọc văn bản rồi thì chúng ta có thể phân chia được bố cục. Đó là gì? Văn bản có thể được chia ra làm hai phần. Phần 1 đó là từ đầu cho đến Thế Lộc mỉm cười, bao gồm các chương đó là chương 8, chương 9, chương 10 và chương 11, kể về cái tuyến truyện Hoài Văn Hầu Thế Lộc. Và
Phần 2, đoạn còn lại bao gồm các chương, đó là chương 12 và chương 13, thì kể về tuyến truyện Chiêu Thành Vương. Đó chính là nội dung bố cục của văn bản ngày hôm nay, các em sẽ đánh dấu vào trong sách giáo khoa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đến với phần quan trọng của bài học, đó chính là phần suy ngẫm và phản hồi. Với phần này, các em sẽ lần lượt trả lời cho cô các câu hỏi trong phần suy ngẫm và phản hồi để tìm hiểu 3 vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về cốt truyện, tuyến sự kiện, nội dung bao quát của văn bản. Thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các nhân vật, đặc biệt là nhân vật Hoài Văn Hầu trong mối tương quan với các nhân vật khác. Và thứ ba là chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về nghệ thuật viết truyện của tác giả. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về cốt truyện, tuyến sự kiện và nội dung bao quát. Các em sẽ cùng cô tóm tắt các sự kiện trong văn bản và cho biết các sự kiện được kể theo mấy tuyến, đó là những tuyến nào. Trước hết là chúng ta xác định về cốt truyện và tuyến sự kiện. Sau khi mà chúng ta đọc xong văn bản cũng như là chúng ta dựa vào bố cục mà các em phân chia vừa lúc nãy, thì chúng ta có thể xác định được văn bản có thể được chia làm hai tuyến truyện, đó là tuyến Hoài Văn Hầu và Thế Lộc. Và thứ hai đó là tuyến truyện Chiêu Thành Vương. Và ở mỗi tuyến truyện này thì chúng ta thấy rằng với tuyến thứ nhất, đó là tuyến Hoài Văn Hầu Thế Lộc, chúng ta sẽ tập trung vào các chương từ chương 8 cho đến chương 11 của văn bản. Và tuyến Chiêu Thành Vương là phần còn lại từ chương 12 cho đến chương 13. Thứ nhất đó là với tuyến truyện Hoài Văn Hầu Thế Lộc, thì bây giờ các em sẽ cùng cố tóm tắt lại các sự kiện ở trong văn bản. Nào, gồm có các sự với tuyến truyện Hoài Văn Hầu Thế Lộc thì gồm có các sự kiện, đó là gì? Sự kiện thứ nhất đó là Hoài Văn Hầu đã chiêu mộ binh sĩ dựng cờ phá cường địch báo Hoàng Ân cùng với 600 chàng trai trẻ tìm giặc Nguyên mà đánh. Đó là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai đó là hai đội quân Hoài Văn Hầu và Thế Lộc đã gặp nhau ở vùng rừng núi hiểm trở. Thế Lộc là một cái thủ lĩnh yêu nước người Mán. Đó, chúng ta thấy rằng hai đội quân của Hoài Văn Hầu và Thế Lộc gặp nhau ở vùng rừng núi, và liên quân giữa Hoài Văn Hầu và Thế Lộc đã áp dụng những kế sách đánh quân Nguyên và lập nên được rất là nhiều chiến công oanh liệt. Đó chính là các sự kiện của tuyến truyện Hoài Văn Hầu Thế Lộc. Với tuyến truyện thứ hai đó là tuyến Chiêu Thành Vương. Chiêu Thành Vương ở đây đó chính là chú của nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Thì trong tuyến truyện từ chương 12 cho đến chương 13 thì chúng ta thấy gồm có các sự kiện như sau. Sự kiện thứ nhất đó là việc Chiêu Thành Vương và cuộc truy bắt Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc là một tên phản nước hại dân. Đó. Tiếp theo đó chính là sự kiện Chiêu Thành Vương lâm trận và bị trọng thương, lâm vào tình thế phải liều thân cảm tử. Và tiếp theo đó là Chiêu Thành Vương được toán quân lạ tiếp ứng, và sau đó là sự kiện hai chú cháu nhận ra nhau. Hai chú cháu Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và Chiêu Thành Vương nhận ra nhau. Và sau này thì các sự kiện được còn được kể tiếp, đó là Chiêu Thành Vương thì được chữa lành vết thương, Hoài Văn Hầu đã chia tay Thế Lộc và hội quân với các cánh quân của triều đình chuẩn bị cho trận đánh lớn. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tóm tắt được các sự kiện ở trong các tuyến truyện chính ở trong văn bản ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô xác định nội dung bao quát của văn bản và cho biết những dấu hiệu nào đã giúp em nhận biết được văn bản trong sách giáo khoa thuộc thể loại truyện lịch sử. Nào, đầu tiên chúng ta xác định về nội dung bao quát của văn bản, nội dung bao quát của 5 chương ở trong văn bản ngày hôm nay và dấu hiệu để cho thấy văn bản thuộc thể loại truyện lịch sử. Thì chúng ta sẽ dựa vào phần mà chúng ta tóm tắt văn bản ở phần tìm hiểu chung để chúng ta xác định được nội dung bao quát của văn bản. Sau khi mà chúng ta đọc xong văn bản rồi, các em có thể xác định được nội dung, đó là văn bản kể về đoàn quân trai trẻ của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản phối hợp với đội quân của Thế Lộc lập nên những chiến công vang dội ở vùng rừng núi hiểm trở và đồng thời bất ngờ ứng cứu cánh quân lâm trận của Chiêu Thành Vương. Và từ nội dung này thì chúng ta có thể xác định được một số những cái dấu hiệu cho thấy văn bản thuộc thể loại truyện lịch sử, đó là gì? Thứ nhất đó là về đề tài. Đề tài được nhắc đến ở trong văn bản này ngày hôm nay đó chính là đề tài lịch sử. Về bối cảnh thời gian không gian, đó là văn bản được viết dựa trên bối cảnh của cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai của đội quân nhà Trần. Thứ ba đó chính là về cốt truyện. Cốt truyện ở trong văn bản này đó chính là cốt truyện đa tuyến. Chúng ta thấy rằng với tuyến sự kiện Hoài Văn Hầu Thế Lộc và tuyến sự kiện tuyến truyện đó là Chiêu Thành Vương. Đó, dựa vào những cái tuyến truyện này thì chúng ta thấy rằng đây là một văn bản được viết theo cái thể loại đó là truyện lịch sử với cốt truyện đa tuyến. Rồi, nhân vật ở trong văn bản là các nhân vật lịch sử.
được nhà văn sử dụng cái trí tưởng tượng của mình để tạo ra các chi tiết về ngoại hình, hành vi, tâm lý, lời nói, bao gồm các nhân vật như là nhân vật Hoài Văn Hầu, Trần Quốc Toản, rồi nhân vật Chiêu Thành Vương, nhân vật Thế Lộc, vân vân. Và ngôn ngữ ở trong văn bản thì mang đậm màu sắc lịch sử. Như vậy chúng ta vừa cùng cô xác định xong nội dung bao quát của văn bản, cũng như là những dấu hiệu cho thấy văn bản này thuộc thể loại truyện lịch sử. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về các nhân vật ở trong văn bản, đặc biệt là nhân vật Hoài Văn Hầu trong mối tương quan với các nhân vật khác. Trước hết chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về nhân vật Hoài Văn Hầu. Chúng ta sẽ nêu một số những tính cách nổi bật của nhân vật Hoài Văn Hầu. Thì sau khi đọc xong văn bản này, các em có thể chỉ ra được một số những nét tính cách của nhân vật như sau. Nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản hiện lên là người tuổi nhỏ, chí lớn, dũng mãnh, tự tin, rồi giàu lòng yêu nước, căm thù quân giặc, khát khao lập chiến công, phá cường địch, báo hoàng ân. Và đặc biệt nhân vật này còn biết cách phối hợp với Thế Lộc để phát huy mưu lược, trí dũng của đôi bên. Và qua tuyến truyện với nhân vật Chiêu Thành Vương thì chúng ta thấy rằng nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cũng hiện lên là người sống có tình nghĩa, biết ứng xử theo phép tắc của triều đình. Đó chính là một số những nét tính cách nổi bật của nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về hai nhân vật cũng rất quan trọng, đó chính là nhân vật Thế Lộc và nhân vật Chiêu Thành Vương. Vậy thì theo em, sự xuất hiện của các nhân vật như là nhân vật Thế Lộc và nhân vật Chiêu Thành Vương thì có tác dụng gì trong việc thể hiện tính cách của nhân vật Hoài Văn Hầu? Thì các em thấy rằng sự xuất hiện của các nhân vật như là nhân vật Thế Lộc và nhân vật Chiêu Thành Vương thì đã góp phần tô đậm tính cách của nhân vật chính Hoài Văn Hầu. Ví dụ như là với nhân vật Thế Lộc, Thế Lộc là một thủ lĩnh yêu nước người Mán xuất hiện ở trong văn bản này. Và sự xuất hiện của nhân vật đã làm nổi bật được cái nét tính cách, đó là biết cách phối hợp với đồng đội để phát huy cái mưu lược, trí dũng của đôi bên. Và với sự xuất hiện của nhân vật Chiêu Thành Vương thì chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của nhân vật này đã làm nổi bật được nét tính cách, đó là sống có tình nghĩa, biết ứng xử theo phép tắc của triều đình ở nhân vật Hoài Văn Hầu. Và sự xuất hiện của cả hai nhân vật Thế Lộc và Chiêu Thành Vương đã góp phần cho thấy Hoài Văn Hầu là một người tuổi nhỏ, chí lớn, tài cao, dũng mãnh, tự tin, giàu lòng yêu nước, căm thù quân giặc và khát khao lập chiến công, phá cường địch, báo hoàng ân. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang tìm hiểu về nghệ thuật viết truyện của tác giả. Các em nhận xét gì về nghệ thuật viết truyện lịch sử của tác giả Nguyễn Huy Tưởng? Đặc biệt là chúng ta sẽ lưu ý về cách sử dụng ngôi kể, cách quan sát, cách miêu tả nhân vật, tái hiện bối cảnh lịch sử, cách sử dụng lời của người kể chuyện với lời của nhân vật, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô khái quát được nghệ thuật viết truyện lịch sử của tác giả như sau. Thứ nhất, đó là việc tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba khách quan, rồi chuyện được quan sát và miêu tả nhân vật tỉ mỉ qua ngôn ngữ, qua hành động của nhân vật, và tái hiện bối cảnh lịch sử thì chân thật, hào hùng. Lời người kể chuyện kết hợp với lời nhân vật thì rất là khéo léo. Và đặc biệt ở trong văn bản này chúng ta thấy rằng có sự lặp lại của các hình ảnh như là hình ảnh lá cờ, hình ảnh con ngựa trắng và hình ảnh đoàn quân đã làm nổi bật chủ đề của văn bản. Đó là lòng yêu nước sâu sắc, lòng căm thù giặc mãnh liệt, tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô khái quát xong về nghệ thuật viết truyện lịch sử của tác giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đến với phần tiếp theo, đó chính là phần 4, tổng kết lại những giá trị về nội dung, nghệ thuật cũng như là khái quát về thể loại truyện lịch sử. Thứ nhất là về nội dung và nghệ thuật. Về nội dung, văn bản đã kể về người anh hùng lịch sử Trần Quốc Toản. Mặc dù trẻ tuổi nhưng sớm có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, dũng cảm, tự tin, khát khao lập chiến công, phá cường địch, báo hoàng ân. Và làm nên thành công của văn bản, chúng ta phải chú ý các yếu tố về mặt nghệ thuật. Đó là văn bản sử dụng ngôi thứ ba khách quan, cách quan sát và miêu tả nhân vật tỉ mỉ qua ngôn ngữ, qua hành động. Rồi nghệ thuật tái hiện bối cảnh lịch sử thì chân thật, hào hùng. Lời người kể chuyện thì kết hợp khéo léo với lời nhân vật, vân vân. Đó chính là những nét cơ bản về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Và sau khi đọc xong văn bản ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô khái quát một số những đặc điểm thể loại truyện lịch sử. Thứ nhất là đặc điểm về đề tài. Về đề tài, truyện lịch sử kể lại các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử có liên quan đến lịch sử quốc gia, dân tộc, dòng họ, danh nhân ở một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử cụ thể. Thứ hai, đó là về bối cảnh.
bối cảnh về thời gian, không gian thì chúng ta thấy rằng thời gian bao gồm các sự kiện, nhân vật lịch sử gắn liền với một thời gian cụ thể trong quá khứ, cách xa thời điểm tác giả viết ở hiện tại. Về không gian thì gắn cụ thể với thời gian, xác định niên đại, thời đại cụ thể. Thứ ba đó là đặc điểm về nhân vật. Nhân vật trong truyện lịch sử là những người nổi tiếng, có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của cộng đồng dân tộc. Thứ tư đó là đặc điểm về cốt truyện. Thì chúng ta thấy rằng cốt truyện của truyện lịch sử thường sử dụng cốt truyện đa tuyến, trình bày một hệ thống sự kiện phức tạp liên quan đến nhiều tuyến nhân vật vận động và phát triển đồng thời. Và cuối cùng đó là đặc điểm về ngôn ngữ. Truyện lịch sử thì mang đậm sắc thái lịch sử, thể hiện qua hệ thống chi tiết miêu tả thiên nhiên, đồ vật, ngoại hình nhân vật vân vân, và thể hiện được cái phong cách ngôn ngữ của người kể chuyện, cách nói của nhân vật trong bối cảnh lịch sử. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô khái quát xong một số những cái đặc điểm về thể loại truyện lịch sử. Và bây giờ các em sẽ cùng cô đến với phần luyện tập vận dụng với một bài tập như sau. Đó là theo em thì hình tượng nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và nhà văn Nguyễn Huy Tưởng xây dựng trong văn bản Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng thì có điểm tương đồng và khác biệt nào so với hình tượng nhân vật Hoài Văn trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô so sánh về hình tượng nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản ở trong hai tác phẩm, hai văn bản, với những điểm tương đồng và điểm khác biệt. Chú ý ở những điểm khác biệt về hình thức thể loại, rồi cách kể chuyện, biện pháp thể hiện nhân vật vân vân. Về điểm tương đồng thì chúng ta thấy nhân vật Hoài Văn Hầu ở trong văn bản Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng và Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca đều có chung cái đặc điểm, đó là nhân vật được khắc họa đều là người trẻ tuổi, người tuổi trẻ chí cao, quyết đánh giặc lập công để đền ơn vua. Thứ hai đó là về điểm khác biệt về hình thức thể loại. Ở văn bản Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng được viết theo thể loại truyện lịch sử, được viết bằng văn xuôi hiện đại. Thế còn với văn bản trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca thì lại được viết theo thể đó là diễn ca lịch sử. Về điểm khác biệt trong cách kể chuyện cũng như là cái biện pháp thể hiện thì chúng ta thấy rằng với văn bản Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng thì nhân vật được khắc họa chi tiết qua cách kể của tác giả với lời nói, với hành động cụ thể nên trở nên sống động và chân thực. Thế còn trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca thì chúng ta thấy rằng nhân vật lại được khắc họa khái quát qua cái đặc điểm, qua ngôn ngữ thơ, rồi ngôn ngữ thơ rất là hàm súc và ngắn gọn. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô so sánh về hình tượng nhân vật Hoài Văn trong hai tác phẩm Viên Tướng Trẻ và Con Ngựa Trắng và Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong văn bản ngày hôm nay. Cô chúc các em có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.